Người chủ đang làm việc thì bị kẻ xấu bắt đi. Chú chó đang bị xích ở gần đó nhìn thấy liền tìm cách để giải cứu. Để tự giải thoát cho mình, chú chó đã tự cắn đứt sợi dây để thoát ra ngoài. Để có đồng minh đi cùng, chú chó chạy đến mở cửa cho một chú chó khác ra ngoài để cùng đi. Cả hai chú chó chạy đi rất nhanh để cứu người chủ. Chúng chạy qua nhiều tuyến đường, trải qua nhiều khó khăn và những chướng ngại vật. Thế nhưng điều đó không làm cho hai chú chó chùn bước. Nhìn hành động của chúng rất quyết tâm các bạn ạ. Lúc này người phụ nữ bị kẻ xấu nhốt trong một căn nhà hoang. Khi tìm đến nơi, một chú chó đã lao vào tấn công người đàn ông, còn chú chó kia chạy đến để giải cứu cô chủ. Sau khi bỏ khăn ở miệng ra, chú chó cắn đứt sợi dây trói tay của cô chủ. Nhờ có hai chú chó đến kịp thời mà người chủ đã được giải cứu an toàn. Đúng là một hai chú chó tuyệt vời phải không các bạn? Người phụ nữ này có nuôi một chú chó rất đáng yêu. Một hôm trong khi cô gái đang rửa những củ khoai trên bờ ao thì chú chó đứng cạnh bên quan sát. Thấy người chủ phải dùng tay để rửa những củ khoai dính đất, chú chó đã có hành động bất ngờ. Nó chạy thẳng về nhà lấy cái bàn chải ra cho người chủ. Chú chó chạy đi rất nhanh qua con dốc để trở về nhà. Khi về đến nhà, chú chó đến chỗ để bàn chải ngậm vào mồm rồi mang ra cho người chủ. Nhìn hành động của nó rất nhanh và chuyên nghiệp. Có lẽ chú chó cũng thường xuyên về lấy đồ cho người chủ rồi các bạn ạ. Thấy chú chó mang bàn chải ra cho mình, người chủ đã rất vui mừng khi mình có một chú chó tuyệt vời. Làm bạn có muốn nuôi một chú chó như thế này không? Người đàn ông này có nuôi một chú chó rất đáng yêu. Một hôm trong lúc anh đang ăn sáng thì chú chó ngồi cạnh bên và ra hiệu đòi ăn các bạn ạ. Người chủ đã không ngần ngại và đưa bát mì của mình cho chú chó ăn. Thế nhưng chú chó không ăn ngay mà dùng chân ra hiệu cho chủ của mình đổ sang bát riêng của nó. Hiểu được ý nghĩa của nó, người đàn ông đã đổ phần mì sang bát kia và chú chó đã chạy đến ăn một cách ngon lành. Bạn nghĩ sao về hành động của chú chó này? Chú chó ăn vạ khiến ai xem cũng phải bật cười về độ chuyên nghiệp của nó. Theo đó, một chú chó con bị người chủ trách phạt vì cắn dép của mình. Người chủ có bắt chú chó nằm xuống đất và định cho nó một trận. Thế nhưng người chủ chưa chạm vào người thì chú chó đã kêu lên rất thảm thiết. Nghe tiếng kêu cứ tưởng chú chó bị đau lắm, nhưng thực chất chú ta chỉ đang ăn vạ mà thôi. Trong khi hai vợ chồng đang chơi trò chơi giấu đồ trong bát thì cô chó ngồi cạnh bên quan sát. Người chồng có bỏ đồ vào trong bát rồi đảo ba bát rất nhanh rồi kêu người vợ chọn. Khi người vợ mở bát ra thì bên trong không có gì, kết quả là bị anh chồng gõ cho cái chai vào đầu. Sau đó anh chồng tiếp tục làm lần thứ hai, lần này người vợ chọn cái bát khác nhưng kết quả vẫn thua cuộc, tất nhiên là lại bị anh chồng gõ cái chai vào đầu tiếp. Tiếp tục đến lần thứ ba, anh chồng xoay rất nhanh như những tay chơi chuyên nghiệp vậy. Đến lúc cô vợ chuẩn bị mở bát thì cô chó đã ngăn lại. Sau đó cô chó đã chọn cái bát khác cho cô chủ. Quả nhiên khi mở bát ra thì có đồ cần tìm bên trong. Kết quả là cô vợ thắng cuộc. Nhưng thay vì gõ cái chai nhỏ vào đầu như những lần trước thì cô chó lại chạy đi ngậm cái bình to mang đến cho cô chủ gõ cho đã tay. Đúng là một cô chó đáng yêu phải không các bạn? Gia đình này có nuôi một chú chó rất đáng yêu. Một hôm thấy người chủ bị ốm, chú chó đã có hành động khiến người xem rất cảm động. Chú chó ngậm cái giỏ vào mồm rồi chạy ra vườn để lấy đỗ các bạn ạ. Khi ra đến nơi, chú chó nhìn thấy những quả đỗ tươi ngon liền thu hoạch để mang ra chợ bán. Nó khéo léo lựa chọn những quả to trước, mặc dù quả đỗ ở trên cao nhưng chú chó vẫn rất kiên trì. Chẳng mấy chốc mà chú chó đã thu hoạch được một giỏ đỗ đầy. Nó ngậm cái giỏ rồi mang ra chợ để bán. Ngồi chờ được một lát thì có một người phụ nữ đi qua, thấy chú chó bán đỗ tươi ngon, chị quyết định mua hết giỏ đỗ cho chú chó. Khỏi phải nói chú chó đã vui mừng cỡ nào, nó còn thể hiện hành động cảm ơn đối với người phụ nữ. Sau khi nhận được tiền, chú chó chạy đến cửa hàng mua thuốc về cho người chủ. Chú chó ra hiệu muốn mua một vỉ thuốc để điều trị cảm cúm. Sau khi chờ chủ cửa hàng lấy thuốc, chú chó vui vẻ mang về nhà cho người chủ. Đúng là một chú chó tuyệt vời phải không các bạn? Chú chó này đang ngồi bán hàng cùng người chủ của mình, nhưng ngồi từ sáng đến trưa mà cô gái chưa bán được gì. Vì thương người chủ của mình, chú chó đã có hành động bất ngờ. Nó đã mang giỏ hàng đi để bán hộ cho cô gái. Mặc dù giỏ hàng khá nặng nhưng chú chó vẫn cố gắng để mang xuống chợ bán. Thấy vậy, cô gái có gọi chú chó lại nhưng nó vẫn quyết tâm chạy đi. Nó chạy ra khỏi nhà qua nhiều tuyến đường. Dường như nhà của chú chó cách chợ một khoảng cách khá xa các bạn ạ. Sau một hồi cố gắng, chú chó cũng mang được hàng đến chợ để bán. Nơi đây có nhiều người qua lại, thấy chú chó bán hàng, nhiều người đi qua có xem hàng nhưng không ai chịu mua. Mặc dù chú chó đã có hành động xin mua giúp nhưng vẫn không hiệu quả. Đến khi trời tối mà chú chó vẫn không bán được ít nào, chú chó buồn bã ngậm giỏ hàng mang về. Khi đi về ngang đường do mệt quá, chú chó đã ngồi nghỉ chân tại một con dốc nhỏ. Nó buồn bã vì không giúp gì được cho người chủ. Nước mắt của nó cũng đã rơi vì bất lực. Đúng là một chú chó tuyệt vời phải không các bạn? Chú chó này đang đi mua đồ thì phát hiện ra một người đàn ông bị ngất ở ven đường. Khi lại gần kiểm tra, chú chó có gọi dậy nhưng không thấy anh ta trả lời. Ngay lập tức chú chó chạy về nhà để gọi người trợ giúp. Khi về đến nhà, chú chó ra hiệu cho người chủ biết để đi cứu người. Sau đó người chủ đi theo chú chó xem có chuyện gì xảy ra. Khi tới nơi, người chủ phát hiện ra anh hàng xóm bị ngất ở ven đường. Ngay lập tức anh đã cõng về nhà của mình gần đó. Còn chú chó thì nhìn xuống giỏ của mình thì không thấy tiền đâu. Để lấy tiền đi mua đồ, chú chó phải đi thu hoạch khoai các bạn ạ. Rất nhanh chú chó đã thu hoạch được một giỏ khoai đầy. Sau đó nó mang ra chợ để bán. Ngồi được một lát thì có một người phụ nữ đi qua, thấy chú chó bán khoai tươi ngon, chị đã quyết định mua hết số khoai của chú chó. Sau khi có tiền, chú chó đi mua đồ rồi trở về nhà của mình. Đúng là một chú chó đáng yêu phải không các bạn? Người đàn ông này có nuôi một chú chó rất đáng yêu. Sáng hôm nay chú chó cùng người chủ ra khỏi nhà để đi làm. Chú chó được giao cho nhiệm vụ đi thu hoạch khoai ở ngoài đồng. Chú chó ngậm cái giỏ chạy ra ruộng khoai ở cánh đồng bắt đầu thu hoạch. Nó dùng chân để bới đất tìm khoai các bạn ạ. Mặc dù những củ khoai nằm ở dưới đất rất sâu nhưng chú chó vẫn rất quyết tâm. Nhìn hành động của chú chó rất chuyên nghiệp các bạn ạ. Rất nhanh chú chó đã thu hoạch được một giỏ khoai đầy. Sau đó chú chó ngậm cái giỏ để mang ra chợ bán. Mặc dù giỏ khoai khá nặng nhưng chú chó vẫn cố gắng ngậm chắc vào mồm để chạy đi.
Khi đến chợ, chú chó để giỏ khoai ven đường rồi chờ người đến mua. Ngồi chờ được một lát thì có một người phụ nữ đến hỏi mua. Sau khi thỏa thuận về giá, người phụ nữ quyết định mua hết số khoai đó cho chú chó. Sau khi nhận được tiền, chú chó chạy ngay đến cửa hàng để mua gạo. Khi tới nơi, chú chó ra hiệu cho cô chủ muốn mua gạo về ăn. Chủ cửa hàng hiểu ý chú chó đã lấy cho nó loại gạo mà chú chó ưa thích. Sau khi thanh toán tiền, chú chó ngậm giỏ gạo vào mồm rồi chạy về nhà. Đúng là chú chó tuyệt vời phải không các bạn? Chú chó này đang ở ngoài sân thì nghe thấy tiếng ho của bà trong nhà, ngay lập tức nó mở cửa vào để kiểm tra. Thì ra người bà đang bị ốm phải nằm nghỉ ở trên giường. Khi thấy bà ho, chú chó đã có hành động bất ngờ, nó ngậm cái giỏ sách rồi chạy ra khỏi nhà. Chú chó chạy đến chỗ cây mận sau nhà để thu hoạch quả. Mặc dù quả mận ở trên cao nhưng chú chó vẫn cố gắng thu hoạch những quả to và chín nhất. Sau một hồi cố gắng thì chú chó cũng thu hoạch được một giỏ đầy các bạn ạ. Chú chó ngậm cái giỏ quả vào mồm rồi mang ra chợ để bán. Ngồi được một lát thì có một người đàn ông đi qua, thấy chú chó bán quả mận tươi ngon nên đã hỏi mua. Sau khi thỏa thuận về giá, người đàn ông quyết định mua hết số mận đó. Khỏi phải nói chú chó đã vui mừng cỡ nào. Sau khi nhận được tiền, chú chó chạy đến cửa hàng để mua thuốc. Nó ra hiệu cho chủ cửa hàng muốn mua thuốc cảm cúm để cho bà. Sau khi lấy được thuốc, chú chó chạy mang về cho bà ở nhà. Đúng là một chú chó tuyệt vời phải không các bạn?